Hai, em xin chào quý anh chị, cô bác và các bạn nha. Hôm nay em mời quý anh chị, cô bác và các bạn cùng cha con em đi thu hoạch một ít rau củ quả vườn nhà nha. Hôm nay mình thấy sương sương là có đậu đũa nè, có đậu bắp nè. Hái đi ba. Trái nào bự để lại làm giống luôn. Đây non nè. Để giống. Đây này giống luôn hả? Đâu có, trái đó hái. Trái đó bự rồi ba, bỏ đi ba. Rồi dưới kìa. Thấy mệt quá. Hái đi nằm. Còn nhỏ không nghe cha? Nhỏ quá mà. Con thấy được rồi. 5 mua 10 ngàn ha. Dưới chân ba nó kìa. Khách tới nhà mua rồi tự tay hái luôn bạn lựa luôn. Đã ha. Cái này là nó chưa có được dài là bà biết không? Nó lên lên khúc ngọn rồi, cái khúc gốc hổm nó dài 6 7 8. Cái này cộng này được, hai cộng này được là 5. Cộng bên đó luôn. Cộng bên đó luôn ừ. Đó, bên kia giữ là giữ dần bên đây nè. Vừa hái đi thì hái rồi tới cử con hái thì bà mua nhiêu mua còn nhiêu rồi con bán người khác nữa. Ừ. Đã ha. Còn hái nữa chứ đây ừ. Đại đi tới nào. Đó hái được rồi đại đi. Ồ con nó lòng thòng mà. Nó nhỏ quá. Năm hai không tới, cái nào tới bà hai. Sáng mới gãy phân rồi. Lùng quá. Sáng mới cao rồi, sáng bẻ rồi lùng. Hai trái đó được rồi đó nè. Ba cao ba hái đi chứ. Là giờ năm mua đậu phải không? Mấy bà ngắt cái đưa bỏ 10.000 đậu phải không? Rồi đưa bà về trước đi để bà đứng bà chờ mà công. Đâu rồi nhiêu? Rồi nhiêu đó chắc được rồi ha, bán ghẻ 10.000. Rồi ok. Đó, một đống bạn ghê chưa? Chủ nhật nó đi Vũng Tàu chơi. Tưởng đậu mê lắm. Em mốt chắc nguyên cái vàng trước này là biết tôi trồng dưa leo hết còn để làm sao tôi mới trồng đậu. Ừ. Cặp bên kia. Ừ 5 giờ trước rồi. Còn cặp cái kế bên nữa kìa. Sáng mới gãy phân rồi hết rồi đó. Gà. Rồi, đứt luôn rồi. Trái này chắc được luôn nè ba. Ủa, hai cái này thấy bự quá mình ta. Đâu, hái đi. Bự không, không nhỏ. Hái luôn. Thôi để mai hái nè. Trái này sao? Con thấy mấy bên đây cũng còn á, và hồi nãy con tưới con thấy bên đây nè. Nè bên đây này có trái rồi nè ba. Nè trái, trái dài rồi nè. Nè trái dài rồi kìa. Đậu non mới ra, nó xảy con 17. Để đi nè, hai trái bên đây nè. Đây, sao, cộng đó chắc cũng được rồi. Không có sao, bông. Ai biết gì ông muốn hái ông hái luôn đi mà sao nó ít đó. Nè trái này nữa nè. Đó. Cái này đủ nghe rồi rụng trái nhỏ nhỏ đó. Nhỏ đó thì sao rụng rồi. Rồi. Ủa, ba còn cái trái bên trong nữa kìa được không? Ờ trái đó được không? Thồng nó thấy đường dễ hái. Rồi, ăn sao ơi. Giờ tới ngay chỗ này có ít đậu bắp, hái đậu bắp luôn đi bà. Trái bự bự không kìa kìa. Ôi ôi, cô cà. Có cắt bữa không hái thôi đó. Cá xì tô nái. Cắt luôn cái lá đó đi. Rồi.
trái bên trong nữa kìa. Kìa hái giết đi. Vậy hái luôn trái này không? Rồi cái này. Vậy nè. Kìa kìa. Cái này sao bà? Cây kia đây. Hết rồi tí ơi. Đấy. Cây này cây dưa gang nó bắt đầu có trái bự rồi ba, hai ba trái luôn rồi ba. Nhớ bạn. Đó, cây dưa gang này bắt đầu ra trái rồi đó, hổm gài nó sung quá nó không ra trái bạn nè. Đó, bữa nay hai ba trái bự bự rồi đó. Ở vườn hay cao kê bạn. Các hồi vui vẻ quá, tà trái luôn, không biết đường quay luôn nè. Ngồi xuống mới dễ quay bạn ơi. Đây. Quá rồi bữa nay. Dữ dằn cái mớ đậu bắp này rồi. Kế bên luôn. Ngay tay ba luôn á, ngay cái tay cầm đậu của ba kìa. Rồi, giờ hái bên trong trước hay ra ngoài hay là sao? Chị cái này sao ba? Này dữ dằn rồi bạn ơi, đậu bắp bữa nay nè, cái này luôn đi. Này nó vô độ rồi. Ồ, hôm bữa khách tới nhà hái quá trời hái luôn nha bạn, hái gỗ này qua gỗ kia luôn á, rồi đậu đũa nữa bạn, nhiều lắm bạn. Thì, nhưng mà bữa đó lu bu quá mình không có quay, không có chia sẻ. Rồi cái mình chia ra người ít bạn đem về đây. Chết luôn. Chết tôi. Sao rồi? Cắt luôn cái đọt rồi. Thôi đã coi cắt luôn cái đọt rồi chết tôi. Nè, ngoài này đi. Bẻ xuống về. Ừ. Trái đó nhỏ lắm. Trái này nè. Rồi tới trái này luôn. Đó. Mấy mốt ba ra giường mấy cái đậu bắp này ba nên mặc quần dài áo tay dài mới sao không có lông nó ngứa lắm. Bữa cũng bị nó ngứa. Rồi vô trong kìa. Quá trời trái trong. Cái này ba. Trời ơi quay ngay đây rồi đó. Tới cái bên kia cái bông luôn á. Trời ơi, ngay cái bông. Ờ, khổ ghê luôn á. Rồi, vòng qua bên đây, bạn ơi, có chỗ đứng. Hai trái luôn. Trời, trái đụng mẹ, cái lá. Cái lá thì không có sao. Mà đậu bắp nhờ có cái ngọn có quơ không gà hai cái ngọn rồi bà. Ba mình lớn tuổi không thấy đường mọi người. Hết rồi bà. Rồi. Ngay đây bà đứng lên bà hái mấy trái đậu đũa luôn đi. Sẵn ngay hái luôn bà. Thầm với thầm nào thầm chứ. Yeah.
Rồi 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 rồi, con kéo mới. Cho nó già luôn đi. Dưới này ba, cái này được. Cái bên này, cái cột bên này nữa. Ồ, bữa nay vừa gan có lại, hồi nãy có cái trái kia nằm dưới nước rồi bạn, nó hư rồi mới kéo lên bỏ ở đây nè bạn, bắt đầu có trái nữa rồi bạn. Cái vừa gan này sung ghê bạn, bữa hai trái bự, mà mình hái cho khách rồi bạn, còn chưa lại trái bự. Bữa hái cho hết 5 trái. Hái phụ 3 mình cho ghiếc bạn. Trái qua trái. Bà bắp tiếp bạn. Bà bắp còn nhiều lắm mọi người. Ngay chừng bà đó nha. Bà mới vừa bước qua đó nó còn đó. Nằm dưới đất, còn bên kia trái nữa, nằm đất luôn đó. Ngay đó ba đứng luôn rồi đây nè. Trong vách nè. Trái này sao? Cái này sao? Rút luôn. Nghe tay con đây luôn nè, hai trái rồi nè. Đi đâu vậy, gì đó? Chó nó chạy ra quậy rồi. Đó. Vô đây đi bay. Rồi, bà bước vô đây nè, vô trong đây nè. Cái ngãi nhỏ, trái cũng chờ lá. Bự hết. Trên đó nè. Đó. Đây nè ba, còn đây trái nữa, từ từ nữa. Rồi rồi còn đây trái nó núp lùm nữa, cây chút ép trái cũng chờ nó lửa. Ê, ê, trời ơi hao hao chút nữa đứt cái ngọn nữa rồi, trời ơi nè có khớp rồi không, không nói là ông để cái a cạch nữa rồi bạn, cắt xong cái trời ơi tiếc, ủa cái trái nó ốm nó dài mà không hái hả ba kìa. Cái nhỏ đó đó, cái nhỏ đó đó, rồi, được rồi tí ơi. Rồi, bên đây, rồi giờ qua bên kia bạn ơi, khác nữa bạn. Cái đây nhỏ lắm, cái nhỏ lắm, rồi vô trong đi. Lòn vô trong đây, dữ lắm, ở bên trong này dữ lắm. Quay dưới quay lên bộ thấy rõ hơn là quay trên quay xuống nha các bạn. Quay trên quay xuống dướng cái lá khó. Đây nè, còn trái này nữa nè. Nè ba, trái này nè. Vậy là hai trái này đi để nó sót trái này ạ. À.
Thôi tới đi, hai ghiếc. Đậu đũa chưa xong, ủa đậu gọng chưa xong, giờ tới đậu đũa nữa rồi bạn. Trái đây cho nó không lớn. Ồ, ồ bên trong kìa. Mấy trái đó luôn á. Rồi, chỗ này hết. Mấy chỗ khác nữa bạn. Trời ơi, còn mấy chỗ bạn ơi. Cả bắp là giờ là lấy gỗ mà định là có nha bạn. Tới bên đây kế bên chỗ nãy bạn, chỗ nãy mấy anh đó đó bạn. Trái đó còn hơi nhỏ. Vô. Cái này nhỏ. Trái đó nhỏ chứ không phải bị đèo được, trái đó nhỏ. Trái đó được các bạn. Ừ. Mãn cầu ta đang có bông. Đây, nhỏ. Rồi nó đi. Trái đó được rồi, trái đó mập chuột lù rồi. Rồi tới trái này. Ồ, đây có cái bông bí cái mà này nó nở sáng rồi, biết đậu không ba? Giờ đè nó thụ phấn được không ta? Sao sáng con đi kiểm mà con không thấy nó là chứ, con đi thụ phấn mấy cái trái bí khác rồi đó. Trái này luôn. Con sợ nó không đậu đó rồi con đi thụ phấn mấy trái rồi đó. Rồi còn trái này sao sáng không thấy nè. Công nó được. Công nó được, hái luôn đi. Ồ qua bên đây đi, ừ, qua hàng bên đây nè. Rồi, bên đây xong nữa nha bạn. Để con thu, để mình thu phấn cái trái này nè bạn. Nè, sáng mình thấy nó. Ở trong vườn mà ta hát cao kê quá trời. Này ba trái này nè, hái luôn đi. Đây nữa nè. Ba mình không thấy đường, mình phải chỉ không? À, okay, mấy cái đó hái ăn cỡ đó mới ngon. Hái trái bự đó luôn. Ừ. Múc đĩa bạn. Trái này sao ba không hái? Rồi. Đây đây đây, bỏ vô đây, bỏ vô đây. Đó, một gỗ, đây nè, ba bỏ vô. Rồi vác qua tới chỗ khác nữa bạn. Ba mình đã thấy còn không biết đâu. Để mình nhìn phụ. Này bạn ơi. Bây giờ trời, cái gỗ đồ bắp bây giờ nó nặng. Một lát vô một lát vô gãi đi. Con làm biến quá, con gãi nửa giường rồi, con mệt quá rồi. Còn nửa giường nữa đó. Thôi mấy trái này còn non, tha đi.
Rồi vô trong. Không, tới đi. Mồ hôi á, ba mình á. Không đổ mồ hôi, cái mồ hôi vô mắt nó cay. Vậy đó bạn mà không chịu đội nón rồi này kia. Ra giường nắng chang chang luôn, kề xích vô trong kìa. Dạ ba. Cái bữa như vậy cũng ngon. Trái này được không? Nè, trái này nó bị xì ba chao rồi nè. Trái này cái cây nó nhỏ, nó cỡ này là nó bự lắm rồi. Dạ. Dạ. Rồi, xong bên đây. Còn clip nữa bạn ơi. Đồng quá trời quá đất rồi các bạn. Còn nguyên hàng này nữa rồi bạn. Đó. Phải đi hái không cũng mệt nha bạn. Đặc biệt giữa trưa trời nắng linh và linh đi hái không. Trời ơi, một gỗ bạn, đậu đũa giờ không có bao nhiêu, tại nãy bán cho người ta rồi bạn. Chủ yếu đậu bắp không đó. Trong bên trong ơi, bên trong nhiều lắm. Đây cũng bỏ xuống rồi, nặng rồi. Gỗ này bây giờ nó nặng thiệt bạn. Trời ơi, rồi ông chậm cái là hết thấy đường quay luôn bạn. Ở bên trong đó nữa, trái nữa đó, bên trong đó bạn. Ủa, có nha mấy cái nhánh đạo con cắt hoài. Nhổ dục mấy cái đậu bắp luôn giờ đó nha, cắt hoài cái nhánh đạo của người ta. Tôi không cắt đó trụi. Ôi, hái quay phim một đứng vậy nè bạc đó. Rồi, rồi quay cái đít ông không à. Rồi đây ta chậm cho ta hái. Trời ơi. Phải ba mình mà biết quay bạn, mình để cho ba mình quay mình cắt cập nhanh gấp kẹn. Ông không có thấy đường bạn. Ở bên đây khúc này có tới được bạn. Tới đây. Ông không có thấy đường. Ông phải mò ông sợ cắt vô cây các bạn. Nên nó hơi lâu các bạn. Mà nhà mình không ai biết quay bạn ơi. Mẹ mình quay phim ba quay chơi ba được chứ ba quay này không được. Bạn có biết sao nó giật. Ôi ba trái bên trong nó không được hả? Kế luôn. Trời ba quay gì mà giật mình coi mà mình còn chóng mặt đó đừng nói tới người ta bạn. Ba quay vòng cái chỗ cần quay ba không quay bạn. Ba quay chỗ khác không à. Ví dụ như 10 lần thì mình bị 1 lần nha bạn. Cũng vậy. Chứ không phải lần nào mình quay cũng được. Nhưng mà đỡ hơn mẹ mình bạn ơi. Rồi mẹ mình chân cẳng yếu. Đó không được ba, cái này đi. Cái này nè, nghe tay con nè. Chân cẳng yếu các bạn, rồi đi giường đứng trong giường không được ơi. Trời ơi, trời thục kiểu này ba té còn hơn nữa. Ổng thì không thấy đường. Thành ra có mình nhiều lúc có nhiều lúc mình làm biến mình hái cái mình không có quay bạn, không ai quay giùm mình đó kìa. Tới nữa bạn ơi, quá trời rồi. Ông bước qua đi, ngồi ở đây quay qua bạn. Trái trong này là ba, đúng rồi. Trời ơi, quá trời quá đất luôn. Đúng là bây giờ không thể tưởng tượng đậu bắp bây giờ nó nhiều quá bạn. Cái này là cái đậu bắp lùn. Lạ ha. Rồi. Còn à? Còn. Ba bữa nào bợ cái nhánh bưởi này lên ba, nó xệ rồi. Cái cây chổi, cái trái bưởi các bạn. Hai chưa? Trái đó hai chưa? Rồi đó mình thấy
còn có một hai trái nữa bạn ơi. Này bạn, bưởi nè bạn. Giờ nó xẻ thế điều mà mình đỡ nó lên rồi nè bạn. Rồi mình sợ nó đụng đất các bạn. Lấy cái cây này mình chổi làm chẳng ba chổi nó nè bạn. Cái đầu gồng bạn hái nè bạn. Bữa hái mấy cô chú tới hái mà sót các bạn, mà giờ không hái nó già. Mình không có nhu cầu để giống bạn. Nên hái ai ăn được ăn này, trái này tao cũng hái được vậy. Bên trong kìa. Đó. Mình kiếm thằng này bạn. Bữa nó nhiều lắm bạn ơi. Bữa hái bột bịch luôn. Trời ơi, cái chú nào hát cao kê. Hát hổng hay gì hết trơn. Cái đó mới vừa tới và hai coi thấy được á. Kê 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 kê. Lý dù nào với trong chiều nay, má hồng nào phải trong vòng tay, ân tình chưa vui đã vội bay, người yêu nào thấy. Nè, đợi đây nè, nó nằm nè. Ước trời con quay ta còn say. Đây nữa nè. Ba mình hái cũng không có kỹ hết. Đây, cầm 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 đi, cầm đi. Còn nó đây, đây nè. Không, ba mình hái sót, mình đi mình hái lại nha bạn. Đậu rồng này không hái là nó già, bạn không ăn được đâu bạn ơi. Nè mấy cái trái này cỡ nhau hái luôn đi, cho nó ra đợt khác. Rồi đó, ba coi toàn ten trên đó còn không, không còn hết rồi. Có nhiêu đây rồi bạn ơi. Cây ngọt mình xả rồi bạn. Đã he, bữa mới nhổ cỏ bạn. Ngon lành. Bên đây là mình tỉa ra nè bạn. Còn bên đây là mình xạ nè, mình xạ từ bên đây cái mình tỉa ra bên đây. Ngoài trước mình hái là cũng do mình phần mình tỉa ra đó nha bạn. Đó, quả. Để ba mình bỏ vô nữa. Rồi, còn hái gì nữa không ba? Còn gì nữa đâu hái. Ba nói còn gì nữa đâu hái, vậy thì xách vô. Để trái đó để luôn ba, nguyên đùm nó luôn á. Hái nguyên đụm đi được nồi canh. Cái đó đĩa luôn, dòng họ đó luôn rồi. Ba hái luôn cái đụm ngoài đó đi. Kéo vô đại đi. Không được thì đứt thôi chứ mất đĩa mà sợ gì. Không được ba đưa con cầm nha. Đây. Tại nãy mình hái được mớ mất đĩa bạn sẵn rồi, giờ hái luôn cho đủ nồi canh. Hai trái luôn đó ba ơi. Hái luôn cái trái nhỏ đó đi ba. Một lần hái lần cực. Ồ ba ơi, còn trái ngoài đó nữa thì sao rồi, kéo nó vô. Đó qua bên kia hay gì? Bỏ xuống đây cái đi bạn ơi. Hai trái này được luôn nè. Ê trời ơi, con tưởng ba té không còn hết hồn. Nó luôn đó. Đây hái luôn. Hai trái. Còn rớt dưới nước rồi hư rồi. Trái đó nó luôn ba, đĩa luôn đó, hái luôn đi. Trời ơi, nguyên đùm nó luôn. Hai ba trái luôn á ba, trái đó luôn, nó luôn đó. Ồ, ở đây trái nữa nè. Chị này cũng đĩa luôn rồi nè. Rồi qua hái trái nha, trái này đi. Trái đu đủ mình thấy thương mà. Đó. Cẩn thận nha, đừng đạp dưa gan, dưa gan đang sung lại đó. Biết phía sau còn không ta? À, bà có đi thẳng là đằng kia dòng bà kiểm không? Suriname chín nữa nè bạn. Suriname là ăn mệt nghỉ nha bạn. Thương ghê chưa? Mình mới cắt tỉa cho nó lùng lại nè bạn. Bơm nó cao đụng vàng luôn bạn. Quá xa, quá xa. Đó. Bước này là nồi canh dư sức nha bạn. Nó xảy con mà bảy luôn. Hết rồi bạn, còn nguyên clip đậu bắp ngoài này nữa. Mới chồng cũng ngon lượt bạn, bà đã yếu hơn bạn, mới gãy phần đó. Nãy mới gãy phần đó ba, thấy đen đen không? Phần gà bạn, phần gà hữu cơ này ba. Trời ơi, trái bự có bự kìa. Nè trái này nè, trái này nè, nè
quá. Đúng rồi. Cây chút tới giờ có cây trái. Này nè. Tới giờ có trái rồi là cũng. Tới giờ có trái là có à. À, đây nè. Mắt đẻ là đẻ hả, chứ không có cần bự nhỏ gì hết, tới cử là đẻ hả. Giống như gà vậy đó, đang nói chuyện thôi giờ mắt đẻ là đi đẻ vậy đó. Quên là mình còn một clip này nữa bạn. Hai cho con chồng người quá trời rồi hết nhớ. Clip này ngoài ta bình thường nó mình chưa có thu hoạch nó lần nào bạn, bữa nay thì bữa thu hoạch đầu tiên đó. Nó không có đi nữa. Tao làm hết mấy cử vậy chứ. Ủa vậy hả, bà có hái rồi hả? Hái nè, mày hái ta hái còn đóm rồi. Con không có để ý cái clip này, con quên á. Sao ta hái mấy bà ấy rồi đó, hái đó. Thêm bữa nữa. Bữa mấy bà ấy. Bữa mấy cô vô chơi đó là hái rồi nữa. Này bông nhiều mình nè bạn, đầu đũa hai bạn. Chuẩn bị là bông nữa nha, trái nữa nha. Đúng là kỳ này chắc phải lấy hai gỗ này đựng quá chứ gỗ này nó dùng quá là bạn thấy không? Ý là nãy đem bán hết một mớ đậu liền rồi đó bạn. Này mà mớ đậu nữa đúng phải hai gỗ hả bạn ha. Bạn ơi, được nhúm đậu gồng. Này là mướp đĩa nha bạn. Mướp đĩa cũng nhiều ghê luôn. Đặc biệt là bữa nay là bội thu đậu bắp nha bạn. Mình để như một cái núi luôn nè bạn. Quá trời luôn này, cậu 3kg có hai cái 3kg cỡ đó bạn, 3kg thôi. Đó được mớ đậu đũa nữa nha bạn. Nãy bán gọn mớ giờ còn mớ đó. Bữa nay được như đây ha. Rồi mình cảm ơn mấy bạn đã xem video của mình nha. Nếu mấy bạn thấy thích tới tặng cho mình một like và chia sẻ và đăng ký kênh. Cảm ơn mấy bạn rất là nhiều nha. Trời ơi, tao nói đậu bắp. Mới ra bông là tôi còn 5 vàng nữa. Trời ơi, bà thấy nó non không? Trời ơi, quá sáo quá xa bạn ơi, ngon quá. À, chào tạm biệt mấy bạn nha. Mua thêm 10.000 cải nữa bạn, cải ngọt nè. Đây, nhổ luôn ba, nhổ lên hết đi rồi cắt lửa luôn ba. Đây, nhổ khổ hơi dụng đất. Ba cẩn thận coi chừng văng mấy cái cây ấy của con. Cây cà. Trời ơi, ba cái đu đủ gieo bữa nay nó lên lừ hết trơn. Trồng cái ngã nào đây không biết. Trồng hết mấy cây khác trồng. Ồ, hết luôn. Con nghĩ là hết cái mớ này luôn á, mớ bự này luôn á. Cái nó ngon lắm nè bạn. À, bà thấy bà trộn đất như con không? Bà khỏi có túi gì nữa hết cho cực. Bà làm một phát một. Bà mai mốt là cứ trộn phần xuống dưới đó các bạn. Là khi cây cải nó lớn lên là nó có phân trong đất nó ăn luôn rồi bạn. Không có cần tưới nữa cho cực. Thôi à, chỗ này để trồng đồ ăn. Không mà chỗ của ta nó được dưa leo kìa. Dưa leo gì mà dưa leo hoài, dưa leo trong kia đi. Chỗ này để trồng cải đồ ăn được. Đủ chưa? Đủ chưa ba? Công dư á, chị nhổ luôn. Nó tới đây ha. Cho đây bằng ngang qua hết. Rồi. Này cà này bạn mới trồng thêm nè bạn, đó, cà đó. Rồi, để ba mình cắt. Cắt ra đủ 10.000 nữa bạn. Giao luôn.